Feng Yuchao Robin for A New Old Play. Putipong Aron Peng for Anatomy of Time. Vignesh Kumulai and Shay Parthiban for Pebbles. Nguyen Vinh Phuc for Taste. Akiko Ashizawa for Vengeance is Mine, All Others Pay Cash. Xin cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo đã của liên hoan phim Asia Pacific Screen Award đã trao cho Phúc vinh dự này. Phúc cũng xin cảm ơn đạo diễn Lê Bảo đã rất là tin tưởng mà mời Phúc vào dự án. Cảm ơn sản xuất Đồng Thảo, Tina ID, Minh Nhí, Rapper, Chinh cùng tất cả các anh em tổ kỹ thuật ánh sáng quay để giúp đỡ Phúc rất là nhiều trong thời gian quay. Phúc nghĩ đây là một cái thành quả chung của cả ekip và Phúc chỉ là người may mắn được đại diện mọi người để nhận cái giải thưởng này. Đây là bé Bỏng. Thì bé Bỏng được bé Bỏng được sinh ra trong trong lúc mà Phúc đang quay gia vị. Bé Bỏng. Bỗng thì nay đã lớn rồi, 2 tuổi rồi. Thì vị cũng đã đang gặt hái được những cái thành công nhất định của mình. Thì đối với Phúc, vị với Bỗng đều là những đứa con mà Phúc rất là yêu mến. Và Phúc sẽ luôn luôn tự hào về nó. Về Bỗng và các vị. Xin cảm ơn mọi người.